Rút gọn mệnh đề quan hệ nha các bạn, có rất nhiều trường hợp nhưng mình đúc kết lại có hai cái trường hợp dành cho các bạn. Đầu tiên là chủ động. Lấy một cái ví dụ hoàn chỉnh của mệnh đề quan hệ giúp mình, who is talking to my wife. Và rút gọn chủ động là sao? Nó biến thành vậy này các bạn. Đúc kết ra giúp mình, bất kể thì gì mà cái động từ chính trong mệnh đề quan hệ các bạn được biến thành verb being. Đại từ quan hệ các bạn lược bỏ, và nếu như đó là thì tiếp diễn thì các bạn bỏ luôn cả be. Rồi còn bị động thì sao nào? Lấy một cái ví dụ nữa coi. Đó, who were invented. Rồi, rút gọn bị động là sao? Nó biến thành vậy này các bạn. Đúc kết ra, bất kể thì gì mà không biết, động từ chính trong mệnh đề quan hệ đó các bạn giữ nguyên ED. Và đại từ quan hệ các bạn lược bỏ, và cuối cùng là luôn luôn bỏ be. Bây giờ có đối với bạn nè, A, B, C, D, đáp án của bạn là gì? Để lại với phần bình luận giúp mình. Đừng quên cho mình một like, một subscribe để có nhiều động lực làm video cho các bạn.